Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Đây là cái khung cảnh buổi sáng ở nơi nghỉ ngơi mà các sư đang nghỉ ngơi nha mọi người. Đây là cái khung cảnh mà tại nơi nghỉ ngơi của các sư nha. Đó, hiện tại là rất là nhiều mây luôn mọi người. Đó. Thì để mình lên trên đây để chia sẻ những hình ảnh sư chuẩn bị đi khất thực nha mọi người. Xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại là giờ sư nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường bộ hành nha mọi người. Như khất thực buổi sáng nha. Thì chắc lạnh dữ lắm á, đốt phải đốt lửa nè. Sư tối có lạnh không sư? Này phải đốt đống lửa nè. Sự ấm. Cũng có hai sư mới thấy lạnh lạnh run người lắm mọi người. Không quen. Trời lạnh lắm luôn. Có đèn. Thầy ở đây đang có sướng mà như mưa vậy. Có mấy giờ sớm mới lên được. Đó, mấy giờ sớm mới lên được. Đốt gom lại cái ghét đốt bỏ mà. Trên đầu ha. Tối giờ xưa sư lạnh lắm mà. Tối làm sao có lạnh chứ không sư? À lạnh chứ. Lạnh ha. Nay sương quá trời sương. Tối phải lạnh chứ. Dạ. Có đốt đốt lửa để mà cho ấm. Cũng ấm. À, cũng ấm lại một chút xíu ha. Lửa thì phải ấm chứ. Bây giờ lửa lạnh chứ thôi. Trên đồi quá lý tưởng luôn. Có Phật tử trước dưới có cơm sẵn rồi. Chứ cái đường này muốn khất thực cũng khó lắm. Đúng rồi, đi một đoạn chưa thấy chỗ bán nước uống. 700 cây, 700 cây rồi mới có bán nước. Nhà sư đang xuống này. Trơn lắm cái này thầy ơi. Chứ là cái xuân nó là đi đi cột chứ là thầy đứng ở đâu á, ăn ở đâu á thì chuẩn lúc đấy mình sẽ đồ ăn cho thầy ở đó cho thầy đi học buổi sáng đó. Hôm nay là có thầy đi học sự đi được rồi thầy. Tìm nơi thân thích cho mình. Có Phật tử nó chuẩn bị cơm sẵn nè. Chứ đây mà muốn quá duyên cũng khó lắm á. Để nguyên như thôi chứ. Ủa, ngồi đây. Đâu ông đúng rồi. Năm ông. Con sư nữa nè. Mình đi rồi mà. Còn anh đi trước rồi. Anh đi trước. Rồi. Đi trước mấy cây rồi. Còn đây bả tổng bận ba ông đó. Vô rồi. Chia ra. Anh đi ra đi đầu. Còn năm ông ở gần kia nữa kìa. Ở ngủ qua đêm. Thầy mình tự với mình Đức đồ là đi trước. Dạ dạ. Chúng trả xe lên. Sư nó đi tìm một cái nơi thọ thật cười sẽ Phật tử sẽ phát cái ăn luôn nha mọi người. Cái này có cơm nè. Chứ khu vực này mà đi quá duyên 700 cây chưa gặp nữa. Có bánh chay rồi đầy đủ chưa nè, nước dừa ha. Đúng. Anh là ở đâu? Mình ở đây luôn hay sao? Đà Nẵng. Đà Nẵng ha.
Rồi xuống nha, té đây đây. Bỏ đồ lên cho đi lên. Rồi lên xe ta, ổng nói ta tìm cái nơi á, thợ thật còn xuống ăn luôn. Đang di chuyển lên dốc rồi mọi người. Ở sáng sớm mình lội lên dốc rồi. Theo hôm nay là có 6 sư, 6 sư ha. 6 sư. Đang di chuyển lên của chú anh chị ha. Sáng sớm cái con đường này là cái con đường mà sư Minh Tại đã đi ngang 4 lần nha mọi người. 4 lần rồi. Thì giờ là nãy sư Minh Trí có nói là chân trí chứ, nó là tìm một cái hiện tại là lạnh quá, đang đi cho một cái quãng đường sau đó là tìm một cái nơi thọ thực luôn buổi sáng ha. Đi kiếm chỗ để khắc thực rồi thọ thực luôn chứ không có nhận đồ ăn buổi sáng của nhà cô chú anh chị ơi. Sư nói sương sướng còn lạnh dữ lắm lạnh. Cũng mình ở dưới kia còn thấy lạnh nữa mà. Đây bắt đầu mấy sư đang di chuyển lên cô chú anh chị. Sư đang di chuyển lên đây. Di chuyển lên dốc mà mình chỉ đi bước nha. Lên dốc mà những cái bước chân rất là khó khăn. Nhanh nhẹn luôn rồi cô chú chị. Mới đi có khúc mà sức là hoa rồi. Di chuyển cái này thì nó cũng đỡ một phần. Nó đỡ lạnh hơn mà. Thì đang đỡ lạnh. Anh đang lên leo núi luôn nha. Đang dốc mọi người. Đèo nè, những chiếc xe lớn nè lên là rất là khó khăn nha. Đó, đèo này rất là dốc nha. Hiện tại là mấy sư đang đi phía dưới nha mọi người. Để em quay những cảnh mà sư đi lên trên đèo mọi người xem nha. Đó. Đèo này dốc lắm. Bởi vậy và nên khuyên bà con mọi người đi gặp sư, mọi người đến lễ từ xa cho sư những chai nước ha. Đó, hiện tại đó mọi người thấy đó, những chiếc xe tải, những cái máy công suất lớn đi lên rất là khó khăn. Đây là cái đoạn đường mà ngày xưa thầy Thích Minh Tệ đó thường xuyên đi ra đây hết 5-6 lần rồi đó mọi người. Đó, thầy đã đi qua 5-6 lần qua cái đoạn đường này. Ngày xưa thì thầy đi mình lên nha. Đó. Cho mọi người xem nha. Đây thì rất là dốc rồi đó. Đó mọi người thấy không?
hiện tại là các sư muốn đi hữu duyên rồi, mong muốn gặp thầy lần nữa để đảnh lễ nha mọi người. Đó. Thì này các sư huynh đệ đã gặp được nhau, hữu duyên cũng là gặp lại được nhau nha mọi người. Đó. Ở đây là đồi núi cao lắm mọi người. Các sư sẽ đi thẳng hàng nha. Hiện tại là người dân không có còn đi theo nữa nha mọi người. Người dân thì đã chấp hành tốt những thông báo của những cơ quan, không có tụ tập đó nha. Đứng từ xa thôi nha. Đó. Đó mọi người. Anh trai này đang thử thách vượt đèo nè. Thử thách vượt đèo á anh. Đó, anh này đang thử thách vượt đèo thử nha mọi người. Đó. Đi không kịp cho mấy thầy rồi. Anh đi lâu chưa? Anh mới đi có một quãng đường à. Quãng đường hả? Chạy lên luôn anh ơi. Chạy luôn. Anh này thử lên một đoạn đèo rồi thôi mà đi không kịp nha mọi người. Đó. Anh trai này đang trên xe tải này nè mọi người, xuống thử một quãng đường thôi nè, nhưng mà đi không nổi nè. Đó. Đó, anh này đi chung xe tải nha. Đó. Đó, cả nhà thấy không, đèo dốc lắm nha. Đó, mấy sư đi bộ nha mọi người, xe mà.